Ukraine phải nhượng bộ Nga sau khi được EU bồi thường bằng tư cách ứng viên. Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin, các lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU mới đây đã trao tư cách ứng viên cho Ukraine và Moldova nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, đồng thời gọi đây là thời khắc lịch sử. Roman Goncharenko, phó giáo sư về tài chính chuyên viết bình luận trên trang DW của Đức, đã có bài phân tích về triển vọng gia nhập EU của Ukraine. Quy chế ứng cử của EU đối với Ukraine và Moldova là giai đoạn cuối cùng của quá trình tái tổ chức lục địa. Thời gian tồn tại của vùng đệm giữa Đông và Tây sắp kết thúc. Quyết định của EU mang tính lịch sử đối với cả các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ cũng như đối với EU. Đó là một bước ngoặt. Ukraine đã gõ cửa EU trong khoảng 20 năm nhưng Bruxelles không muốn mở. Những tín hiệu đầu tiên được gửi đi vào những năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới bởi Tổng thống Leonid Kuchma, người luôn tìm cách duy trì sự cân bằng giữa Nga và phương Tây. Cánh cửa cơ hội chỉ mở ra sau khi ông ra đi và cách mạng cam thắng lợi ở Kiev năm 2004 khi chính trị gia thân phương Tây Viktor Yushchenko kế nhiệm ông. Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như ý. Sự thay đổi dân chủ ở Ukraine diễn ra song song với sự mở rộng quy mô đầu tiên của EU về phía Đông, đi kèm với đó là sự lo ngại của nhiều người Tây Âu về dòng lao động giá rẻ. Những lo ngại đó đã không thành hiện thực, nhưng EU đã miễn cưỡng tiếp tục mở rộng với tốc độ tương tự. Bruxelles tạm ngừng mở rộng, sau đó là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009 và sau đó là cuộc khủng hoảng di cư năm 2015. Nhưng lý do quan trọng nhất khiến Ukraine không được phép xích lại gần EU cho đến nay là do sự phản kháng của các thành viên sáng lập EU vốn có ảnh hưởng lớn. Điều đó cũng rất phù hợp với họ khi đất nước khổng lồ này, Ukraine có diện tích khá lớn ở châu Âu, đã hình thành một loại vùng đệm giữa EU và Nga. Tây Âu cũng lo ngại rằng việc Ukraine gia nhập sẽ thay đổi cán cân có lợi cho các quốc gia Đông và Trung Âu, vốn có mối quan hệ phức tạp với Bruxelles. Các nước Đông Âu và Trung Âu trước đây nằm trong khối quân sự Warsaw, hiện vẫn còn nhiều thứ chưa phù hợp với quan điểm của EU bên cạnh nền kinh tế không phát triển bằng. Điều đó không được thảo luận công khai, nhưng Tây Âu từ lâu đã cho rằng Ukraine sẽ vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Moscow với lý do mối quan hệ lâu dài giữa các quốc gia anh em và các dân tộc, như các quan chức EU nói. Chính người dân Ukraine đã nhấn mạnh điều này bằng cách bầu Viktor Yanukovych do Nga hậu thuẫn làm Tổng thống, người có lời lẽ ủng hộ châu Âu chỉ là xã giao. EU hy vọng rằng Ukraine sẽ hài lòng với chính sách láng giềng và một khu vực thương mại tự do. Đây là một sai lầm tồi tệ, một sai lầm lịch sử đã gián tiếp góp phần gây ra cuộc chiến chống Ukraine hiện nay của Nga. Châu Âu không muốn sáp nhập Ukraine, trong khi Nga muốn đưa nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trở lại dưới quyền kiểm soát của mình bằng bất cứ giá nào. Nhưng cả EU và Nga đều đánh giá thấp quyết tâm của người Ukraine, như họ đã chứng minh trong hai cuộc cách mạng vào năm 2004 và 2014, người Ukraine coi trọng tự do và dân chủ trên hết, và vì họ cũng đang thể hiện quyết tâm mỗi ngày, họ sẵn sàng đánh đổi sự sống vì nó. Việc Nga tấn công Ukraine hiện đã buộc EU phải sửa chữa sai lầm, EU sẽ duy trì nhất quán như thế nào vẫn còn được xem xét. Tuy nhiên, sẽ có những nỗ lực để làm chậm quá trình này, nhưng việc thay đổi hướng là không thể nữa. Tư cách ứng cử viên cho Ukraine và nước láng giềng Moldova có nghĩa là kỷ nguyên của các vùng đệm ở giữa châu Âu sắp kết thúc. Cả hai quốc gia hậu Xô Viết đang tiến về phía Tây, đồng hồ đếm ngược đang được bật, bức màn sắt mới đang hạ xuống. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình tái tổ chức lục địa bắt đầu từ khi đối đầu Đông Tây kết thúc. Trong khi đó, nhà khoa học chính trị người Hy Lạp Paul Antonopoulos trong một bài viết trên tờ Infobricks đã bình luận, Mỹ đang bí mật gây trở ngại cho việc Ukraine gia nhập EU. Vài tuần trước, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Ý đã cùng bất ngờ đến thăm Kiev, hội kiến với Tổng thống Ukraine Zelensky. Trong chuyến đi này, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tuyên bố ủng hộ Ukraine trong việc trở thành thành viên EU. Gần như ngay lập tức sau đó, Ủy ban châu Âu đã bật đèn xanh cho nước này được cấp tư cách ứng cử viên. Sự kiện này có thể tạo ấn tượng rằng EU sẵn sàng ủng hộ chính sách hiện tại của Kiev. Tuy nhiên, theo tác giả, nhận định như vậy là sai lầm. Điều này đặc biệt áp dụng cho lập trường của Ukraine về các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Có nhiều thông tin cho rằng các cường quốc châu Âu đang cố gắng khiến Tổng thống Zelensky nhận ra rằng nhượng bộ lãnh thổ là một thực tế mà ông ấy phải chấp nhận. Nhiều khả năng EU sẽ thừa nhận rằng Nga từng bước đạt được các mục tiêu của mình bằng cách kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk tự xưng. Cho đến gần đây, EU hy vọng rằng các lệnh trừng phạt sẽ buộc Nga phải chấm dứt hoạt động quân sự. Nhưng dường như Bruxelles nhận ra rằng những hạn chế sẽ không làm giảm quyết tâm của Moscow trong việc đạt được mục tiêu của mình. Nói cách khác, Kiev có một lựa chọn, chấp nhận các điều kiện của Liên bang Nga, ký kết hiệp ước hòa bình và bắt đầu làm việc để gia nhập EU. Tuy nhiên, các nhà chức trách Ukraine dường như không nghĩ như vậy. Ông Zelensky dường như quyết tâm thách thức những người châu Âu muốn nhanh chóng kết thúc xung đột, bởi vì điều này, cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài, đó là điều mà chính quyền Tổng thống Biden muốn.
Theo tuyên bố từ phía Mỹ, Washington vẫn dựa vào cái gọi là cô lập hoàn toàn đối với Nga, bên cạnh việc gửi hỗ trợ quân sự cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Washington muốn làm suy yếu Moscow và buộc nước này phải nhượng bộ phương Tây một cách chưa từng có. Nhưng kế hoạch cô lập đã thất bại và hầu như tất cả các quốc gia châu Âu đều phải hứng chịu thiệt hại, nhà phân tích viết. Nga không bị cô lập với toàn thế giới mà chỉ bị cách ly với phương Tây. Trên thực tế, UAE và Saudi Arabia đã từ chối cơ hội gặp gỡ các quan chức Mỹ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine. Ngoài ra, Ấn Độ càng củng cố quan hệ kinh tế với Nga. Chiến dịch chống Nga đã tiêu tốn quá nhiều chi phí cho các quốc gia thuộc cựu lục địa. Vì lý do này, các nhà lãnh đạo đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình nhanh chóng và ngày càng buộc Kiev phải nhượng bộ. Tác giả bài báo nhìn nhận, với cuộc xung đột hiện tại, Ukraine sẽ không bao giờ đạt được tư cách thành viên của EU. Ngoài ra, Mỹ còn đang bí mật thúc đẩy để kéo dài cuộc khủng hoảng, từ đó đẩy lùi việc nước này gia nhập EU. Ông Paul Antonopoulos kết luận, Tổng thống Zelensky có một lựa chọn, làm hòa với Moscow và mở ra một con đường khả thi để trở thành thành viên EU, hoặc tuân theo ý muốn của Mỹ khi Ukraine không có đủ sức mạnh và phương tiện để lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất. Còn tờ Thời báo Hoàn cầu thì bình luận, EU trao cho Ukraine dấu hiệu chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình và nhượng bộ Nga. Quyết định của Bruxelles trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên trở thành thành viên EU được giới truyền thông hiểu là dấu hiệu của tình đoàn kết đối với Kiev. Tuy nhiên, theo tờ báo Trung Quốc, bằng quyết định nói trên, EU thực sự đã phát đi tín hiệu rằng họ sẽ không ủng hộ Ukraine quyết chiến đối với Nga. Theo ông Wang Yiwei, Giám đốc Viện các vấn đề quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, tư cách ứng cử viên thường không được cấp cho một quốc gia có tranh chấp lãnh thổ và hơn nữa là xung đột vũ trang công khai. Vị chuyên gia này cho rằng các nước châu Âu muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng do Mỹ gây ra và đang thúc đẩy Ukraine tiến tới một cuộc đàm phán hòa bình theo những điều kiện của Nga. Việc trao tư cách ứng cử viên có thể được sử dụng như một khoản bồi thường, mục đích để thuyết phục Ukraine chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Nga và đưa ra một thỏa hiệp. Nhưng liệu Ukraine sau này có được chấp nhận là thành viên chính thức của EU hay không thì điều này vẫn chưa rõ ràng. Như vậy, quá trình hội nhập EU vốn kéo dài chỉ mới bắt đầu và Kiev sẽ phải thực hiện một số bước chuyển đổi theo đánh giá là cực kỳ phức tạp. Quốc gia này phải đáp ứng mọi tiêu chí của châu Âu cả về khía cạnh kinh tế và luật pháp. Trước thực tế trên, ông Kui Hongjian, Giám đốc Phòng Nghiên cứu châu Âu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc cho biết điều này sẽ cực kỳ khó thực hiện đối với Ukraine trong tình cảnh hiện nay. Ông Hongjian nhận xét, với nền chính trị và kinh tế còn nhiều điều vướng mắc cũng như các vấn đề tham nhũng nghiêm trọng, rất khó có khả năng Ukraine gia nhập EU ngay cả sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, Bruxelles không chỉ chuẩn bị cho Kiev nhượng bộ, các nhà phân tích Trung Quốc đánh giá. Theo quan điểm của họ, việc EU cấp tư cách ứng cử viên cho Ukraine là để cho thế giới thấy sự gắn kết của phương Tây, điều mà họ phản đối trong cuộc chiến chống Nga và Trung Quốc. EU đang cấp cho Ukraine tư cách ứng cử viên để thể hiện tình đoàn kết, trong khi Mỹ đang tập hợp các đồng minh của mình để chống lại hai đối thủ lớn nhất là Nga và Trung Quốc, chuyên gia Hongjian kết luận. Nhưng cần phải lưu ý rằng đây chỉ là nhận xét được một số nhà phân tích chính trị đưa ra. Về phần mình, EU vẫn khẳng định họ dành cho Ukraine mọi sự ủng hộ, cả về vật chất lẫn tinh thần trong cuộc xung đột với Nga. Các bạn có suy nghĩ gì về những bình luận trên đây? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!